Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Đại Dương. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến cho các bác, các anh, các chị, các bạn và các em một bộ hát karaoke với số tiền là 37.900.000. Thì đây là bộ hát Thanh Nguyễn sử dụng 100% thiết bị mới. Các bác thấy hay, hãy ủng hộ anh Nguyễn bằng cách đăng ký kênh, ấn vào nút màu đỏ và ấn quả chuông để cập nhật được những video mới nhất, cũng như những bộ hát mới nhất và những clip hướng dẫn kỹ thuật nhanh nhất. Thì đây là bộ hát có trị giá là 37.900.000, bao gồm các thiết bị sau đây. Thứ nhất là một mic Shure UG925 mã. Thứ hai là một chiếc máy lén DMX266XL. Thứ ba là một chiếc lưng tiếng Idol IP100. Thứ tư là một chiếc lọc DBX2231. Thứ năm là một chiếc vang số BOCX12. Thứ sáu là một cục đẩy BOCG AC4850, 4 kênh, mỗi kênh là 850W, và hành nguyễn ghép với 2 loa, một loa JBL 350 chắc từ leo bắt leo, và một loa xe sao chính hãng 350 tép kèn titan gân lụa đập dầu. Thì anh cũng khẳng định các bác với dòng loa xe sao đánh lực hơn lâu này, lực hơn, rất lực hơn. Thế đây là 2 loa mới tinh nhập khẩu với tổng giá trị số tiền là 37.900.000. Đồng thời cái bộ này anh cũng xét cho một bác, thì anh sẽ thông báo địa chỉ sau. Thì anh cũng nhắc luôn bác này, cái mic Shure UG925 mã này bác để em như này, đúng như này đấy, đúng rồi em. Và chiếc máy lưng tiếng thì anh nhìn vào đây, nó có 2 kênh, thì bác sẽ nhấn em cái đèn này một sáng này, 2 sáng này, 3 sáng, 4 sáng. Cái nút đầu tiên bác để em hai vạch chỉ thị 2 vạch. Nút thứ hai là 1.3, nút thứ ba là về 0, nút thứ tư là 1.3 chia 1, nút này là về low, hết về low, nút này về pass, và nút này là 2, là từ 0 2 vạch. Bên này cũng vậy, suy như vậy cho đúng khớp với em nhé. Nếu không ai nó rít thì bắt có thể hạ xuống một tí cho em. Và chiếc lưng tiếng để cho em hết 12 giờ, bởi vì cái này em đã setup bằng hệ thống máy móc 12 giờ. Mỗi nút duy nhất là nút tune để em là 10 giờ. Kênh 1 nhé, kênh 2 cũng vậy, nút tune để 10 giờ. Còn tất cả 12 giờ hết, công nghệ 12.0. Và cái lọc này cũng là 12 giờ hết, và tất cả là để ở giữa hết kìa. Ấn mỗi 2 đèn này sáng thôi, ở trên dưới rất nhả hết, đúng ở giữa này. Còn thích bác muốn nghe tép thì bác lưng đi đấy. Cơ bản là em set up bác là ok rồi. Cái bác số này là em set up bác là với 4 chế độ. Chế độ 1 là hát 1 đôi. Chế độ 1 ấy, M1 này, M1 này là hát cả 2 đôi loa JBL và xe sao 2 dB. Chế độ 3 là Eco. Và chế độ 6 là hát 1 đôi loa chất kèn với là 1 đôi loa chất giấy. Thế 6 thôi nhá. Thì có thể là tiếng mic đó là em để khởi động 35, fake 46 và nhạc là 10. Nhưng nếu mà hát chiếc dây lặng thì có thể bác tăng tiếng mic ở vun lượng ở cái vang lên. Để vun mic này, nhại này, nhạc này. Và cái đẩy bác này, cái đẩy đẩy 450 nhưng đẩy bác là 2009. Đẩy em khoảng 2 giờ. 2 giờ nhé này. Đấy, cái đẩy là em để dư 2 kênh để chơi, 2 kênh để chơi. Cái bộ này 37.900.000 nhưng 2 kênh để chơi. Thằng gái, và khi nào bác có một đôi nữa. Đôi nữa bác 25. Mà bác mua để 4 kênh, bác thay vào đây để đánh center. Súp thì cắm ở đâu? Súp thì bác cắm vào lỗ này cho em được này. Này, vang số này. Đấy, hoặc cắm vào sau lưng tiếng này được. Sau này đồ, vân vân. Rất nhiều chỗ cắm. Hoặc sau lọc. Làm rất sâu ly, chuyển đổi này. Này, súp ấy, này. Là ok hết. Và nhớ công tắc sau còn lén ở nhà ra. Đây là cái bộ tổng trị giá là... Ê, đất cao mình. Cái bộ này anh Nguyễn xét cho bác Phạm Văn Nguyên ở Cần Thơ với số điện thoại là 0976 785 342. Bác lấy một đôi xe sao sinh hãng, một mic của trên em mã, và nhà bác có một bộ ngoài. Giờ anh Nguyễn mời anh em cùng thưởng thức cái chất nhạc của cái dòng này. Thank you.
mà có nghe bản nhạc loạt thuốc của anh sập nhà luôn. Chưa được, sau này bản karaoke nhé. Một bản karaoke, đây là hai đôi loa, một xe sao, một gì nào. Một ca khúc karaoke được thực hiện đôi loa gì bây giờ thì leo và đôi loa xe sao chủ được tiếng cực sâu. Rồi chiều hôm nay đã có rơi đây có người buồn đây. Thank you.
đâu đây rồi trong tư đây là một bộ hát có trị giá là 37 triệu yên trăm. Các sở hữu ngay một bộ âm thanh hiện đại và đẹp mắt. Thì cái bộ này anh Nguyễn đã ghép một đôi loa xe sao hàng chính hãng. Các bác chú ý này, với những dòng loa xe sao nó chỉ hơn 1 triệu thôi, em khẳng định nó hay hơn rất nhiều các dòng loa bãi mà từ Trung Quốc về. Thực ra các dòng loa bãi chỉ của Trung Quốc về và Trung Quốc sản xuất. Có thể anh em nói là thương hiệu của Mỹ, của Đức, của Tây Ban Nha vân, thì thực ra nó là của Trung Quốc. Nhưng mà các bác phải mua một cái giá rất là tắt, rất là cao. Theo quan điểm của em thì những đồ mới và chính hãng thì bao giờ hay hơn rất nhiều những đồ bãi, và bãi cũng là chính hãng nhưng mà đã là dùng nó quá lâu và nó quá tã. Thế do vậy là bắt đầu chuyển dịch sang năm 2019 này thì anh Nguyễn gần như làm 100% loa mới, gần như 100% loa mới đấy. Còn loa cũ thì anh Nguyễn sẽ bỏ dần. Thì các bác còn nghiên cứu kỹ khi mà bản thân em rằng ấy, lắp những cái đồ cũ vào trong bộ hát bao giờ có cảm giác ghê người bởi vì không quen. Đây là bộ hát có trị giá là như thế, là 37 triệu đồng, rất là hay. Anh Nguyễn chào các bác nhé.